là con về con có tội và con trở về. Nhưng con không trở về. Dạ, nhưng mà con trai của con trở về chứ. Rồi, đứa con trai của con trở về thì con nhất định con không trở về. Dạ, lời cha, con cảm ơn Chúa. Mà con không con thấy ơn Chúa quá cao sông bây giờ mà quá thương con vô bờ không biết. Con có một đứa con trai tên là Nguyễn Kỳ Minh. Xin. Đứa con trai Nguyễn Thị Minh à? Kỳ Minh. Nguyễn gì? Dạ, mà đứa con đó là hồi xưa con hiếm muộn. Con khẩn với Đức Mẹ ở ngoài Huế, thì con có bầu nó, xin nó ra. Thì nó rất ngoan, rất thiền, đến cái năm 43 tuổi chứ. Thì con về con ở Sư Nghệ, thì trong nhà con làm rầy, làm nước làm rầy rất. Thì con đi làm cái năm nữa, đi làm dứa, đi bán. Chứ mà đúng cái con cái bé nào đó, đem nó bầu vua hẳn đi, nó bầu vua hẳn cái. Thì cho cha con nói, cha thân tề về trong nhà là, Chúa mẹ hẳn cũng bỏ lệ được hẳn cũng không đi, không tới giờ thở hẳn bỏ bếp. Thế con cứ năm thì con nói con ơi, con bao giờ năm hả? Con cứ nói con ơi, con thương hả? Cuối cùng thì hắn có vợ con chưa? Thế ra hẳn có bốn đứa con rồi. Nhà đang về. Có vợ không thì cứ có con. Nhà bốn đứa con rồi, một vợ, bốn đứa con. Nhưng mà về là cứ chuyện vợ đập con. Thế để khi con về đi coi bói chứ. 3 năm con đi coi bói, con đi coi thầy ngã, thầy đủ thầy không còn đi hết á. Con đi kể qua một năm không được kể gì, con mới chạy với con thủ về cha xứ. Con nói cha ơi, dạ con thủ về cha xứ đi, cha xứ nào đi. Con nói cha, dạ không cho con nói cái đi. Quan trọng là tại vì con nói với cha xứ đi, cha con mất đức tin rồi. Nhưng mà chưa, xin cha làm cho con một lễ. Lệ ni xin cha chú trọng tới cái thằng con cho con vật cái hẳn chim xuống đại vào ngực lên cháu. Con nói chứ, thì cha mới nói đi, cha cười, cha nói về đi, để cha làm lễ cho, cha câu cho hắn. Cha nói rất yên tâm, đừng có khóc, cha nói con rồi. Thì con khóc bằng ngứa bằng giọt. Rồi khi mà con về, cha làm lễ xong 3 ngày. 3 ngày là cái con của con ở cái Sài Gòn á, hẳn thì gửi về cho con một cái số điện thoại của cha. Con biết cha. Người xuống ra hả? Má ơi, con tìm được cái thầy chưa cho anh Nít rồi. Con mới nói, máu con ơi, máu thôi mà chết, mà sắp chết rồi đấy con. Con mới nói nữa, thì hả này chứ mà đừng gọi cái mà nhắn tin lên. Tao có biết nhắn, con về tao nhắn. Thì mà về cháu nhắn cho. Thì con mới về cháu con nhắn. Cháu ơi, giá đến con tán hạt rồi ta. Thì con hằng trầm lún vào ngực rồi. Hằng chạy theo máu từ hằng trầm lún rồi, hằng bán lên đôi này ta. Con nói rớt thì cha nói đi, yên tâm, để cha cầu nguyện cho. Cha nói rớt. Thế cái mẹ cha mới nói với con đi, chứ bằng cách con biểu hẳn lên đây. Nói rớt, thì mà hôi cha ở Chí Hoa thế. Thế con mới nói chết cha với cha ơi. Tôi sống trời sợ đi mà. Mà nãy giờ bà nói tôi nghe được có mỗi chữ chết cha rồi cha ơi. Rồi cuối cùng sao? Dạ. Dạ thôi hẳn bỏ mà nó răng cho lên rồi được. Nhưng mà con cầu nguyện, cha hỏi con đi này. Thôi con cầu nguyện đi. Thì con cầu nguyện hơn 3 tháng chắc. Khi mà con vô con cầu nguyện xin Chúa đừng để cho con chết chìm. Đừng nghe thế. Ai chết chìm? Dạ con đó. Đừng để cho con chết chìm. Chết nổi. Dạ. Thế khi nữa cha biết sao không? Thì con cầu nguyện cái bữa nữa. Tự nhiên con về con nói hẳn con đi. Con nói hẳn là chứ. Con khóc. Con nói, cha con ơi, con cho mà một chút tình thương thôi con xin mà một chút thôi, mà xin con ra vệ áo năm nằm mà nuôi con, nhưng mà chừng mà cũng ok chí với con hết, nhưng mà cho mà một chút là con nghe lời mà, hằng người nghe cái chí thì nói đi, hằng sai ra, khi làm sao, nghe chí thì nói đi, con nói, chứ con đi về mà lên Sài Gòn, lên trên ông cha mô ở trên Sài Gòn á, để cha con nguyện cho con à, chứ con mà thấy con tội lỗi quá rồi, con nói rất, thì hằng nói, đi. Nói được, cha mà má quyền nghe hướng lắm chá. Hàng hèn con nói đi, thứ ba đi, tuần tới đi. Sẽ ở như một giây một tuần mới về lần chá. Cái thứ ba này, hắn về, hắn nằm dài thưa nó được. Con này con, chuẩn bị con. Là mai con đi xem luôn không? Mệt cũng đi nữa. Hắn nói được, thế là con khóc. Con nói cha ơi, con ơi, sao mà con mà chết rồi, con ơi, con thương mà. Cái khi nhắn này, chả ồn ào quá đi, tuần tới đi. Hắn nói được. Thì con cứ cầu xin Chúa xin Đức Mẹ đang cho tới máu sáng tới cái tuần đấy. Thế tới hiện cái thì hắn về hắn cũng
con hỏi là đi thì kéo xe với con để mà hèn xe với con thì hẳn là đi khỏi lo mà cứ ngủ đi con lo hết rồi cái sáng hai ta biết đâu ba rưỡi con về con này con về mà đi nhưng mà con thưa cha con bố trí rồi Chúa đã soi sáng cho con bố trí rồi con kéo cái thằng em hẳn á con về đây cho bà nhờ con về đây thì cái thằng em hẳn đang đi làm công tác xa lắm chứ mà về về hẳn hỏi giờ chứ mà cô không nói để nói ra đây tính cái xã con như này về đi con hẳn là đi trưa rồi xe có chưa được mà đi con cười khi nào con cười tao đi con thù với dạ con cười con nhìn thôi tao đi dạ tao đi lên rồi là mà con đi lên đi lên rồi về kể là con kêu con cười vô nhà thơ con cầu nguyện thì con về con kêu trời ơi tháng niên bây giờ chứ con nằm dài thông thông vậy mà đi con nói rồi cái là luôn vậy đi cha hẳn đi chắc hẳn đi về cái là chuyện ngoan ngọn dễ thương hai năm rồi cha ơi mà con không biết làm vừa đúng sao con biết cha rồi sao không được mấy cái ớm nữa đã con đi biết cha được con biết mấy cái ớm sau khi là chưa còn đi cha biết về khi mà hồi trước á cha biết là một lần anh về nhà đời tôi cô đơn anh cứ mình nữa đời tôi cô đơn à thì con nói với hàng này rằng nó cô đơn mà đấy cha đấy vợ con cũng đâu mà cô đơn à con nói rồi mà chưa còn đi cha biết rằng mình đi về một cái là thần khí Chúa đã sai tôi đi nhiều lắm làm nhưng mà không bất kể cái gì không thể kịp cái quá kỳ diệu mà con muốn lên con lên được không con lên lần rồi nó cũng được lên được lần đi con nói lại của lại mẹ khi ra đi con lại của đức mẹ cho con chén vô cho được đi cho con chén vô cho được không con thì con quá mơ cha biết đó ngay nó khí mà hẳn tài lên cha chúng tôi á hẳn lên là chờ em hẳn chờ lên chúng tôi chừng lộ rồi một kẻ về con mơ quá con ra mà chờ con đang giữ với con điên á con gặp cô cho thằng những thứ con đi giỏi lắm thằng những thứ con đi giỏi con đi muốn con khỏe rồi đấy rồi con chạy với ông cha chào với cha làm lễ cho con nghe cha tạ ơn Chúa giờ con đang nghe đi hẳn đi của cha lắm rồi hẳn đi rồi hẳn đi tạ ơn cha chúng rồi hẳn được ơn người cha chuyện quay về Chúa rồi hẳn khỏi mất linh hồn người cha tạ ơn cho con rồi là cha cười chứ con đi được rồi chắc chứ rồi con mơ nó con ớn thì ơn chứ à con mới một ớn đó là con đó chứ con có đó là cái ớn của con đấy con nói cho chị em biết nên cái lòng tin của mình là Chúa không bao giờ bỏ con bị nhồi máu cơ tim chứ nhồi máu cơ tim cắt đây là chưa được 2 tháng thì khi con đi làm trong vườn nó vô kể là tự nhiên con thở không được kể là coi như con đang chờ con đi cấp cứu xuống cái bệnh viện họ nói là ba họ cho họ năm hoặc là ba là bị dồi máu cơ tim mà máu bị dồn lên đàn ở trong phần tim á thì khi nào con nói chứ con là cái bay điện về ra về cái thằng cháu tao dặn tim lên cho cha dùng cho tao đi cha ơi chừng nồi con bị tim nó nặng lắm chắc nửa con chết con nói được thì hẳn dặn tim lên thì có 3 phút sau là cha dặn tim về là con đang nằm chơi để vào viện thì cái thằng cháu của hắn là cái thằng nó đi lạc lối đấy chứ anh trai xuống nó đi cha mà cha nói là 5 giờ cha mà cầu nguyện kìa cha cầu nguyện cho đó rồi là 5 giờ con về con ngồi vang tay trong cái phòng xe cấp cứu của con đọc kinh mấy người kìa nói mua niệm nữa kìa con nói niệm chứ mua niệm nói cái mua nữa cái mua niệm đấy mua niệm niệm tụng kinh niệm phật á cái mua niệm là cái mũi niệm kinh tụng Phật chứ là bà lòng đọc kinh lòng Chúa thương xót xong người ta bảo mua niệm có con thì là không cứ cầu nguyện về Chúa về làm thương xót thương Chúa con cũng có niệm hay là cái cha biết sao sáng xưa một cái là con thấy khỏe con khỏe cái con mới nói con cho ta về nói bác sĩ cho ta về xin bác sĩ cho gọi cháu tôi về ngày kia bác sĩ nói ba đã tới đấy ba bị rồi mà cơ tim nặng rồi mà ba đã về à nó không chưa tôi khỏe thôi cha có cái nhãn tin lên chứ cha con người nhà tôi thấy chúng người cũng có đáo tin rồi cháu tôi về cái khi nữa mà cha để rằng mấy đứa con hắn tin hắn chờ con lên Sài Gòn đấy hắn chờ con lên Sài Gòn thì lên Sài Gòn thì bác sĩ họ cũng lấy theo cái hồ sơ trước thì họ cũng bắt con mổ con là cô chúng mổ tôi làm rồi chúng có mổ tôi về cho chúng có mổ khỏi hẳn chưa giờ con khai nó như con khỏe con nói tối người ta nghe
đây là gửi cho cái thằng con mà chín tầng địa ngục á nha, nó chết chìm á, bà không hiểu cho nó chết nổi, cứ bắt nó chết chìm suốt rồi. À, cái mãi mía đấy, con mía ức quả mía con gửi cho họ mua cái mãi về, đứa trả hàng tiền nghe, thằng mua anh dấu, con mở ra, ngày con trai cái da liền xuống thằng tắt đi, thằng tắt đi kể cho con luôn vậy, con trai cái con mở cái thằng trai xuống thằng tắt đi, thằng tắt lên kể cho mi, con trai xuống lại, con trai xuống lại cái ông xã con á, con mới nói đi, mà mi cắt đi cho hàng đó đất đó, mà khi nào con cắt kể là coi cha Việt Nam một tuần lễ kể là hàng về bắt đầu hàng sai cả cục rượu đấy, và đến 11 giờ đêm thằng trai bố mãi hỏi cái chi mi, cái chi là chó tao ngủ mi kéo tao chi mà rồn ra mi dầu mi cho tao ngủ là hàng này khốn không chó con mượn cái mãi chụp người mà con mi mượn cái đất của tao đi à, mi nó con quý mi mượn cái đất của tao đi hả, nó không không tao ơi mà ơi con nghe cái ông chán giả hay quá kêu mà chó con mà chó con mượn đi 11 giờ nó con trả lại cho mà ta để cho mượn sáng rồi sáng mai mượn ốm đi dậy luôn. Vô nói hắn nhầm nói đàn về vợ hắn bấy vô nói về mà đi chó tao mượn ra mày sẽ đi nghe rồi bây giờ về tặng cho nó nha, để ra khỏi phải ôm đi đâu hết. Rồi cái máy mới 365 bảy giảng, và đây là cái quạt 105 đức mẹ hiện ra tặng Fatima tặng cho chị, và đây là cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa và đưa về để nó rước Chúa vào trong gia đình của nó nha. Rồi, giờ đây là chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Amen.